Hệ tiết niệu của con người gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi tiết niệu hay sỏi niệu là những viên sỏi được hình thành do sự kết tinh tự nhiên của các tinh thể vô cơ trong nước tiểu. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào dọc theo đường tiết niệu, bắt đầu từ thận đến bàng quang và niệu đạo. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo. Thư viện Y học Quốc gia Mỹ ước tính 1% đến 13% dân số thế giới mắc sỏi tiết niệu. Tỷ lệ này ở châu Á là 1 đến 19,1%. Người dân các nước Đông Nam Á, Tây Á, Nam Á có tỷ lệ bị sỏi cao nhất 5 đến 19,1%. Độ tuổi mắc bệnh chủ yếu từ 30 đến 50 tuổi và nam có tỷ lệ mắc bệnh gấp 3 lần nữ. Thấy nó có vẻ cồn cào, giống như là nó đói, xong cái lời người ta nói là thường đói thì nó có biểu chứng là cồn cào ruột, nhưng mà khi ăn no thì nó cũng cồn cào ruột, mà ăn thử đồ chua vô thì không thấy gì, nghĩ là bao tử thôi. Cuối cùng đi siêu âm thì bác sĩ nói sỏi quá nhiều. Sỏi đường tiết niệu gây ra những triệu chứng khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Các triệu chứng của bệnh sỏi tiết niệu nói chung cũng như sỏi thận nói riêng thường không điển hình nên rất nhiều người bỏ qua và không thăm khám. Nhiều trường hợp người bệnh chịu đau trong thời gian dài, chỉ đến khi có các dấu hiệu đau nặng, mệt mỏi, người nhà mới đưa đến bệnh viện, thì khi đó kích thước viên sỏi lớn đã làm ảnh hưởng đến chức năng của thận. Cái bữa đầu tiên nó đau là nó đau quặn ý nè, lúc đầu là cô tưởng nó là bị đau ruột thừa. Xong đi ra khám ở dưới viện H32 trước á, là nó kêu là không phải ruột thừa, nó kêu là bị đau sỏi. Cái xong bữa đó bác sĩ ngồi đó cho uống thuốc, cái lại chích hai mũi thuốc với cho uống thuốc mấy ngày á. Cái hai ngày đầu cô uống xong thấy nó đỡ. Cái qua ngày thứ ba cái nó đau dữ lắm, bắt đầu đi ra đái cái xong chuyển lên đây. Rồi bác sĩ cho nhập viện, rồi bác sĩ tư vấn rồi kêu là bị sỏi niệu quản rồi đó, rồi bị ứ nước độ 1. Các khảo sát cho thấy Việt Nam nằm trong vùng có tỷ lệ mắc bệnh sỏi tiết niệu cao, gọi là vùng sỏi thế giới. Tỷ lệ mắc sỏi tiết niệu ở Việt Nam từ 2 đến 12%, trong đó sỏi thận chiếm tới 40%. Với số liệu này, Việt Nam được coi là nước có tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận cao nhất thế giới. Theo một số nghiên cứu gần đây, sỏi thận ngày càng tăng ở thanh thiếu niên và phụ nữ. Cô cảm thấy người cô nó mệt. Nhưng mà cái bụng của cô kiểu như là nó ứ nước hai bên thận nên là cái bụng cô lúc nào nó cũng kiểu nó giống như mình ăn nó không tiêu. Nó cứ chướng cái bụng lên vậy đó. Thế là cô cảm thấy cái bụng cô nó cứ mệt thì cô nó giờ thôi cũng quyết định lên. Thế là cô siêu âm rồi thăm khám các thứ đầy đủ là cô nhập viện. Cô bị hai bên đều sỏi niệu quản mà nó đã cấp độ 2 hết rồi. Cô cũng sợ nên là giờ cô cũng mổ một bên rồi. Bây giờ cô cảm thấy cô làm một bên giờ là chụp phim lại là hết rồi, không còn sỏi nữa. Trong sinh hoạt hàng ngày thì mệt, có nhiều khi mệt mà có nhiều khi cảm giác như mình bị, cô bị ứ nước độ 3 cho nên nhiều khi cái mặt cô nó nặng. Cô khám ở dưới kia là cô biết cái sỏi niệu quản thì đến đây cho thăm khám với lại siêu âm rồi xét nghiệm chụp phim CT thì kết quả có sỏi niệu quản 14 ly, nằm ở 2/3 niệu quản. Xong đó thì bệnh viện cho cô nhập viện điều trị thì mổ nội soi ngược dòng cho cô. Sỏi tiết niệu hoàn toàn có thể điều trị được, hiệu quả nhất là khi sỏi còn nhỏ. Nếu sỏi đã lớn, gây nhiều biến chứng, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn, phức tạp. Thực tế hiện nay, có nhiều trường hợp khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh sỏi tiết niệu hoặc đã được chẩn đoán bị sỏi tiết niệu, nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, không đi khám, điều trị, thậm chí tự điều trị tại nhà, uống các bài thuốc tan sỏi không rõ nguồn gốc, xuất xứ, khiến bệnh không thuyên giảm, ngược lại còn khiến bệnh rơi vào giai đoạn muộn. Do đó, khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ bị sỏi thận, người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và có phác đồ điều trị phù hợp với tình trạng bệnh của mình nhằm hạn chế những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.